mọi người, mình là Vương Quốc Huy, là thí sinh của Việt Nam Idol thế hệ mới. Hiện tại thì mình đang là sinh viên tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó thì mình cũng có đi làm ở bên ngoài, là đi hát cũng như là làm những công việc part time khác. Thì hôm nay mình đến đây với Việt Nam Idol cũng chỉ để chứng minh cho mẹ của mình thấy phong cách của mình, thực lực của mình có thể chinh phục được tất cả các khán giả của Việt Nam Idol thế hệ mới. Và mình sẽ vững bước trên con đường âm nhạc của chính mình. Yeah! Anh rất ấn tượng với trang phục của em, thì em có thể giới thiệu một chút được không? Cái phong cách này là unisex hay còn gọi là phi giới tính ạ? Anh nghĩ nhá, ở trong Việt Nam Idol ấy, năm nay thế hệ mới là ban tổ chức rồi ban giám khảo người ta tìm kiếm những người mà biết mình là ai, có một cái phong cách, một cái cá tính rất là riêng. Dĩ nhiên phải có tài năng âm nhạc rồi. Anh nghĩ là em đã lựa chọn rất là hay. Chúc Huy sẽ thật là tự tin trong bộ trang phục mà em đã chọn và mang giọng hát của mình chinh phục khán giả. Cảm ơn anh. Ban giám khảo. Ok. Xin chào. À đúng. Em xin chào quý vị ban giám khảo ạ. Cũng như là xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem qua đài VTV. Thì em tên là Vương Quốc Huy ạ. Năm nay em 23 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm nhất của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Oh my god, ai chọn bộ đồ này cho em vậy? Em tự suy nghĩ cùng với bạn bè nữa. Dạ vâng. Hôm nay với cái phong cách này, bộ đồ này là lần đầu tiên của em ạ. Em cũng muốn là mình có thể thử sức, gọi là khám phá cũng như là thay đổi bản thân, thử xem sao. Cái váy cũng đẹp luôn, nó phù hợp với cả cái outfit. Váy này là của em gái em. Đáng yêu. Thì cũng đáng đoán vậy đó. Không có sự đầu tư của cả gia đình ủng hộ. Outfit thì để cho thay đổi bản thân, còn ca khúc thì em nghĩ nó cũng sẽ khá là phù hợp với outfit ngày hôm nay. Một bản mashup của Đi Đu Đưa Đi và Bùa Yêu ạ. À, rồi mời em. Không yêu hay yêu, không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nó một lời thôi. Tựa như chiếc cưa tay mài xa, em lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để em khiến anh nhớ mà. Thật anh đây đâu yêu bằng mắt, sao bỗng nhìn tim lại lạ, vô tình rơi dày không biết có nhạt. Hình như anh thích em, thích thật rồi, mà yêu thì chắc anh thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu. Phải dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem có còn thích hay thôi rồi. Rộn ràng thời gian nhắm con môi, bọn mình đi đâu đi em ơi, đi đu đưa đi. Oh, hey, em có hay biết rằng thời gian cứ thế trôi, nào có chờ chúng ta thì cần người ở bên sẽ chia những phút giây trong đời. If you love me, if you love me, lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. If you love me, if you love me, nếu em có yêu nói đi ngại gì. If you love me, if you love me, lúc đi hết buồn, lúc về. Thích không? Có vẻ và ok. Cái này em mới nghĩ ra tức thì. Đây, cái này thì thành thật là chia sẻ là em bị quên lời câu đó. Xong em nhảy qua là vé vàng luôn. Là tại chị nói cái từ cuối nên em bị quên lời. Không em tại chị đúng không? Dạ vâng ạ. À, nhìn, nhìn chị lo hát quá xong rồi quên mất. Ok, rất là cute. Chị thấy thì về giọng hát thì vẫn còn hạn chế. Nó cũng hơi thú vị về cái cách của em thôi. Thấy vui vui.
em không biết nói sao. Thần tượng của giới trẻ bây giờ nó phải là một cái gì đó nó đầy đủ, và trong đó có cả giọng hát, có phần trình diễn, thậm chí cả thời trang. Cái thời trang. Em có hay mặc đồ này bình thường mỗi ngày không? Đây là lần đầu cũng thì em đang muốn khám phá bản thân cũng như là show off cho khán giả, các anh chị đây có thể góp ý có hợp với em hay không. Có một cái cảm giác em bắt đầu em tập để làm một cái người đặc biệt, cho nên thấy trong cái sự trình diễn em có cái sự sắp xếp, mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, hơn là nó tự thân mình. Không phải anh trách chê gì, nhưng mà anh nghĩ cái kiểu của này của em có thể sẽ có nhiều người thu hút họ hơn. Thì làm sao để cho người ta thấy rằng mọi thứ của mình nó tự nhiên hơn. Để đạt vé vàng thì chị thấy là chưa được. Chị vote cho cái vé bạc để mà mọi người có thể là một cái cơ hội thứ hai để xem lại là sẽ quyết định đưa bạn nào vào vòng trong. Em cảm ơn những lời nhận xét của anh Quang Dũng cũng như là anh Huy Tuấn cũng như chị Mỹ Tâm ạ. Em sẽ ghi nhận nó và khắc phục nhiều hơn. Mà cái hay là cái mặt em á, nó rất là hợp với cái tay này đúng không? Tức là cái mặt ghê. Anh vô mà có muốn thì nó chai. Cũng không được. Đó thì đã có một nửa chân rồi đó, giờ mọi người hai anh này mà anh quyết định cái này thì là cái này, còn nếu mà cái này tùy anh nha. Cũng nhướng màu suy nghĩ. Nhướng màu suy nghĩ. Rồi, thế thì anh nghĩ rằng cũng nhuốm một tí màu suy nghĩ giống anh. Nhuốm màu suy nghĩ. Vậy thì xin mời. Chị sẽ ra em vé bạc này để em có cơ hội thứ hai. Cái này là chị nghĩ rằng đây là cái cơ hội may mắn. Dạ vâng. Ha. Bây giờ trước mắt mình sẽ nhận cái này và em có thể chiêm nghiệm về lời anh Dũng nói rằng là mình sẽ kiếm thêm style hay là mình làm một cái gì đó ha. Dạ. Ờ, em xin ạ. Thank you. Khi mình làm cái điều đặc biệt mình phải thấy vui chứ. Nhưng em nên có niềm tin bởi vì em hơi giữa của cái này rồi đó. Dạ vâng ạ. Còn những bạn khác là cái này có nhiều khi cũng xa vời lắm. Nghĩ hoài không ra. Dạ vâng ạ. Em một lần nữa cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Hãy có niềm tin em nha. Dạ vâng. Rất vui ạ. Công nghiệp. Kiểu vậy. Ok, thank you. Chúc mừng em không làm cho mọi người bị chờ đợi. Cảm giác của em thế nào? Nói chung thì đương nhiên không được vé vàng thì hơi buồn một xíu, nhưng mà các anh chị nhận xét rất là đúng và em cũng cảm thấy được là cái phần trình diễn của em nó thực sự chưa có đủ bứt phá để mà nhận được vé vàng. Và anh nghĩ là với phong cách thời trang này nữa thì sẽ là một cái phiên bản rất là khác, rất ấn tượng. Chúc mừng Huy. Sennheiser Ultra Pure thế hệ mới, máy lọc nước chuẩn tinh khiết uống tại vòi. Thị phần top đầu Việt Nam, tự hào số 1 người Việt tin dùng.